Chào các bạn mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh. Để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Tiếp tập trước Melinda nhận nhiệm vụ là đánh bại rồng đen bằng sức mạnh mà Melinda thu được từ Pháp Sư Melin. Cô tự tin dẫn dắt đội kỵ sĩ chiến binh của mình đi đánh bại rồng đen. Trong lúc này Tô Niên đang chìm sâu trong giấc mơ truyền thừa của tộc rồng. Tô Niên bàn hoàng khi thấy mộng cảnh xung quanh toàn là những ngọn núi đá màu tím thơ mộng. Nơi này là mộng cảnh truyền thừa sao? Tôn Niên đang từ từ tiến lên phía trước ngẩng đầu nhìn lên chỉ phát hiện ra một con rồng đỏ khổng lồ đang theo dõi mình con eo neoris waterus từ park tôi nên thán phục lẩm bẩm thẩm mỹ đó là tổ tiên của ta sao oa wow, cách biệt hình thể lớn quá ngài tôi Niên cất tiếng gọi nhưng trước khi anh chưa kịp nói xong thì một giọng nói uy nghi nhanh chóng vang lên trên người ngươi có huyết mạch của ta và hắn rất thuần khiết ta sẽ ban cho ngươi truyền thừa độc nhất vô nhị tiếp tục sống và đuổi bọn chúng ra khỏi cố hương của ta và hắn bill trong phút chốc một viên pha lê màu tím xuất hiện từ không trung. được rồi, ngươi rời đi được rồi. Bill, viên pha lê tím bay xuống trước mặt tô niên. tô niên cố gắng hỏi han thêm. khoan đã, tổ tiên ta vẫn còn có chuyện cần hỏi ngài, nhưng chỉ đổi lại là một ngọn lửa bay vào mông anh, làm tô niên bay ra xa. tổ tiên, mông của ta. anh tiếp đất an toàn. á, à, cảm giác đau ở mông, bụp bụp. tô niên quay lại nhìn xuống cái mông đang bốc khói của mình. tô niên nhớ lại lời nói của ngài rồng. bọn chúng mà ngài ấy nói là những người chơi sao? ta sẽ ban cho ngươi truyền thừa độc nhất vô nhị tiếp tục sống và đuổi bọn chúng ra khỏi cố hương của ta và hắn nhưng thực ra không cần nói thì ta cũng sẽ đuổi bọn chúng đi mà tôn niên bắt đầu nhìn ngó xung quanh đây là rừng trăng bạc lẽ nào ta tỉnh lại từ mộng cảnh sao sao không thấy đám anna đâu vị tổ tiên này đúng là không giống ai tự dưng lôi ta vào giờ lại giao việc cho ta làm không nói không rằng lại chuồn luôn bill tôn niên nhìn chằm chằm vào viên lê tím trước mặt suy nghĩ cũng không nói bên trong viên pha lê tím này có gì. Tô Niên liền dùng tay bóp nát nó, rắc, hệ thống hiện lên, truyền thừa ký ức trăm năm của Long tộc, đạt được truyền thừa đặc biệt, ngôn ngữ của rồng, giọng nói hơi thở. Thông qua tiếng thì thầm khay khẽ, tiết lộ tất cả sự sống và địa hình xung quanh, không ngụy trang nào có thể che giấu được, khí thế. Thông qua tiếng gầm gừ, tiếp thêm sức mạnh khí thế cho thuộc hạ, dưới ảnh hưởng của ngôn ngữ rồng, thuộc hạ sẽ được nâng cao năng lực tổng hợp, dũng cảm không sợ chết trong một khoảng thời gian, không có tác dụng phụ, tước vũ khí. Thông qua ngôn ngữ rồng phân rã các sản phẩm thép, trong trường hợp kẻ địch không phòng bị, có thể tước vũ khí và giáp trong tay chúng. Bốp, bất ngờ một chiếc roi dây bay đến, Tô Niên nhìn chiếc roi dây thả xuống người là ai, hóa ra lại chính là Anna, trên người cô đang mặc là một bộ đồ đen huyền bí. Tô Niên ngắm nhìn thân hình hoàn mỹ của cô, hoàn toàn bị lôi cuốn. "An, Anna, sao cô lại ở đây? Còn ăn mặc thành thế này, Anna đến để giúp ca ca luyện ma pháp ngôn ngữ rồng mà. Tô Niên ca ca có thích không?" Anna sát lại gần Tô Niên, làm anh đỏ mặt mắt hiện lên hình trái tim chảy nước miếng thèm thuồng sung sướng thích thích lắm anna nâng roi nhẹ nhàng đẩy cầm tô niên ra vậy chúng ta đã thỏa thuận rồi chưa học được là không được rời đi đâu đấy tô niên chảy mồ hôi hột đương nhiên rồi dù có chết tôi cũng không đi đâu tô niên vừa trả lời xong thì hình ảnh trong trí tưởng tượng của anh đang dần trở thành hiện thực tô niên ca ca nhẹ thôi người ta vẫn chưa chuẩn bị xong ừ. tuy nhiên thực tế lại khác xa đời không như là mưa đâu anna chỉ cười nhẹ dùng phép thuật xuất hiện những thanh kiếm sau lưng cô bắt đầu tỏa sáng bay lên anna giơ tay lên nhìn tô niên bắt đầu luyện tập thôi tô niên giật mình sững sốt chờ chút mẹ kiếp đợi đã anna đợi đã người ta vẫn chưa chuẩn bị xong huấn luyện này không giống với trong tưởng tượng của ta hệ thống hệ thống hệ thống không trả lời lẽ nào vẫn đang nằm mơ sao tô niên Kaka tuyệt đối không được lười nhác đâu đấy anna sẽ theo dõi Kaka từng phút từng giờ soạt những thanh kiếm bắt đầu lao ra như mưa điểm hệ thống hiện tại sáu nghìn chín trăm chín mươi độ hảo cảm của anna ba trăm độ hảo cảm của Selena 100. Evelyn không, bây giờ, thủ lĩnh lũ chó sói và hầu hết quái vật không ở trong hang ổ của rồng. Selena đang rất hoang mang khi nghe thấy đoàn kỵ sĩ tới, chỉ có Hana và thú rắn gà, thậm chí cả thỏ lửa cũng đã biến mất một nửa, còn rồng đen vẫn đang ngủ say. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Anna ngồi bên cạnh nhìn Tô Niên suy nghĩ và tự hỏi, nếu ta là ngài cự long, ta sẽ làm gì? Vù một hình bóng rồng hiện lên phía sau cô, chẳng hiểu cô ấy đã thức tỉnh kỹ năng gì mà ánh mắt đột nhiên lại trở nên sắc bén đến vậy. Anna ngay lập tức chỉ huy, Hana lập tức phái hai Happy đi tìm sói xám, thủ lĩnh đám chó sói, nói hang ổ rồng bị tập kích, cần chi viện gấp, còn nữa, thông báo cho KK, dẫn theo thỏ lửa lập tức tiến vào tháp hỏa tiễn, sẵn sàng phòng thủ, ngoài ra, toàn bộ phân ra, men theo đường vào rừng, ẩn mình trên cây chờ thời cơ, không được ngang ngược đối đầu với loài người, chủ yếu quấy phá bọn chúng, vừa đánh vừa rút, ba người họ đều rất ngạc nhiên và khâm phục, Anna lợi hại quá. Anna khí thế hào hùng đập mạnh xuống đầu Tôn niên lần này đổi lại là chúng ta bảo vệ ngài cự long trong khi đó đội quân săn rồng của melinda đã bị lọt vào trong một trận phục kích quái vật melinda khi thế đứng chờ đợi soạt cô liếc nhìn kịp né tránh một cú mạnh tấn công vào đầu người chơi cạch cô ta vung gậy phòng bị U, có kẻ địch chết tiệt còn có cả mai phục trên cây đấm quái vật này thích tấn công phần đầu chú ý bảo vệ đầu chết tiệt bọn chúng còn tấn công vào đít nữa sau khi kế thừa sức mạnh của đại pháp sư đến cả tốc độ và độ nhạy bén cũng tăng lên nhiều chỉ cần giết được rồng thứ sức mạnh đó sẽ hoàn toàn thuộc về mình sau đó cô ta đã tập trung sức lực trong một quả cầu lửa siêu mạnh đang bùng cháy tấn công vào khu rừng nhìn thấy melinda sao có phép thuật mạnh như vậy lai ngạc nhiên hỏi cục cương không ngờ pháp thuật của ngươi lại lợi hại như vậy đốt hết cây cỏ mà đám quái vật này đang nấp đi đội quân tăng tốc lên sau một lúc bọn họ đến gần ngoài hang rồng hẻm núi phía trước chính là hang rồng chúng ta phải nhanh tấn công melinda vung gậy làm phép thuật giò thám ủ uỳnh bọn họ bị tấn công bởi tháp tên lửa Bly hoảng sợ nấp sau lưng Melinda, cục cưng. Ta lo lắng cho người, đến bảo vệ ngươi mà. Melinda khinh thường nghĩ thầm. Hừ, đúng là phế vật, ta đã đánh giá thấp đám quái vật này rồi, còn có cả vũ khí nóng cơ à. Cứ tiếp tục đánh thế này, quân ta sẽ tan rã mất, vậy thì ta còn giết rồng thế đếch nào được. Vậy cảm ơn kỵ sĩ Kaka đã bảo vệ cho người ta. Để cảm ơn anh ta, cô ta đạp mạnh một cái vào lưng anh ta và nhảy lên không trung. Melinda tích tụ ma pháp lửa bao trùm cả bầu trời. Tấn công thuật nổ tung, dây tiếp theo một ma pháp mạnh mẽ tấn công vào tháp mũi tên lửa uỳnh 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 anna nghe thấy tiếng ồn bên ngoài không ngờ đội quân đã đánh đến đây nhanh vậy rồi anna lo lắng ôm lấy đầu tô niên ngài cự long nếu ngài có thể nghe thấy xin ngài hãy mau mau tỉnh lại ngài cự long xin ngài hãy mau tỉnh lại tô niên phía bên kia giấc mộng đang được huấn luyện bởi hắc ám anna và nghe thấy tiếng gọi của tình yêu đó là giọng của anna lẽ nào bọn họ đang gặp nguy hiểm tô niên lo lắng tập trung tinh thần bay lên hô to run avix tức đoạt vũ khí keng 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 vũ khí sắp bay tới đã trực tiếp trở thành một đống sắt vụn tô niên ca ca lợi hại quá nhanh thế mà đã học được ma pháp tước vũ khí rồi phải tiếp tục cố gắng đó nha nhưng ta phải rời khỏi đây ngươi biết đi thế nào không đừng vội mà tô niên ca ca ngài đã đồng ý với anna trước khi hoàn thành tập huấn sẽ không rời khỏi đây mà khi anna nhìn lại thì tô niên đã biến mất anna nhìn lên thấy tô niên bay phía xa trả lời cô bớt giả bộ lại ai thèm hoàn thành tập huấn vớ vẩn đó với ngươi lượn đây lượn đây soạt anna hắc ám đột nhiên xuất hiện trước mặt tô niên làm anh phanh gấp. Anna chóng hông hùng hổ với đôi mắt đen huyền bí nhìn anh, muốn rời khỏi đây cũng được, trước tiên phải đánh bại được ta đã. Tô Niên chảy mồ hôi lạnh, điểm hệ thống hiện tại 6995, độ hảo cảm của Anna 300, độ hảo cảm của Selena 100. Evelyn không, trong lúc này đội quân đã xâm nhập vào hang động, hãy cùng tiêu diệt con rồng ác độc đó, xông lên. Melinda đứng quan sát tình hình, kỳ lạ, đã đánh đến bước này rồi. Con rồng đen đó sao vẫn không xuất hiện, không lẽ chạy trốn rồi, cô ta đi sâu vào trong hang động, rốt cuộc cũng nhìn thấy một con rồng đen nằm trên mặt đất. Ô to tướng thế này cơ à, nghe nói nó là con rồng thiếu niên cấp 20, gì đó thôi mà, Melinda liền tiến hành kiểm tra số liệu. Cô ta dùng thuật giám định phải một giây sau cô ta cười vang lên, à thì ra đang ngủ say thăng cấp, chẳng trách, chẳng trách, ha ha ha, xem ra ông trời cũng đứng về phía ta rồi, cô ta đang vui mừng thì ngay lúc đó. Cô ta liền bị tấn công bởi phép thuật nước, cô ta ướt nhẹp ngồi trên đất, là kẻ nào, dám đánh lén ta. Cô cục tiếng chân bước tới gần, Anna xuất hiện cùng với ánh sáng phép thuật nước huyền ảo, cút ra khỏi hang rồng. Đám người chơi nhìn thấy Anna thì đỏ mặt tim đập nhanh. Hang rồng có nữ nhân, lại còn là nữ tinh linh xinh đẹp như vậy nữa. Con rồng này thật biết tận hưởng mà. Melinda nhảy lên cao khinh thường nhìn Anna. Em gái à, ngươi đáng yêu thật đấy. Lẽ nào chỉ dựa vào thuật thủy cầu và thuật chiếu sáng này mà đòi đấu với ta? Selena và Evelyn hậu thuẫn tiến lên tiếng. Còn có bọn ta. Melinda vung gậy dùng phép kiêu ngạo. Ha, à, lấy trứng trọi đá, không biết tự lượng sức mình. Dầm. Ngọn lửa bùng cháy quấn lấy Anna xé tan mọi thứ trên người cô. À, Selena thì bị đóng băng lạnh cóng ôm người. À, Evelyn thì bị những tia sét bao quanh thân thể. Melinda kêu gọi, "Mọi người giết rồng trước. Đám tinh linh này chạy không thoát được đâu, đến lúc đó đám nữ nhân này sẽ thuộc về các ngươi." Anna đau khổ bất lực ôm lấy cơ thể, mặt đầy nước mắt nhìn Tô Niên đang nằm, vẫn chưa hề có dấu hiệu thức tỉnh. Ngài Cự Long, xin lỗi vì không thể bảo vệ ngài. Tại lúc này Hắc Ám Anna đang liên tục tránh né những đòn tấn công của Tô Niên, đến bắt ta đi. Soạt không cảm nhận được người ta à? vụt Anna đau lòng quá. Tôi nên tìm thời cơ và đã bắt chúng được cô ấy. Rồi dùng tay còn lại đánh vào mông cô. Quậy đủ chưa? Mau nói đi. Cách ra thế nào? Bốp bốp, đừng đánh nữa. Mông ta đau quá. Nhưng huấn luyện kế thừa vẫn chưa kết thúc. Nếu miễn cưỡng rời đi sẽ sinh ra phản phệ, ma lực cũng sẽ không ổn định. Ngài chắc chắn vẫn muốn rời đi chứ? Chắc chắn. Lẽ lên đi. Cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Hy vọng đám Anna không gặp chuyện gì nguy hiểm. Muốn biết cách rời khỏi đây. Vậy lại gần thêm chút nữa đi hắc ám anna ra vẻ đáng yêu vẫy tay gọi tô niên sao mà xấu hổ thế lẽ nào giống trong chuyện cổ tích hôn một cái là tỉnh hắc ám anna nhìn thấy biểu hiện xấu hổ gợi tình này của tô niên liền không chịu được mà đấm thật mạnh bốp cô ấy đen mặt lại cái này thật kinh tởm khi tô niên mở mắt lần nữa thì đã tỉnh lại anh chừng mắt nhìn và gầm lên ừ tiếng gầm to đến mức làm melinda giật mình nhìn vào hàng điểm hệ thống hiện tại sáu nghìn chín trăm chín mươi độ hảo cảm của anna ba trăm độ hảo cảm của selena một trăm evelyn không tập truyện đến đây kết thúc rồi nếu thấy hay cho mình xin một like một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng